là có bạn nha, nên mình sẽ chơi Granny chắc là chu nha các bạn. Ok nè, Granny chắc là chu của mình nè, mình sẽ chỉnh chế độ dễ đi. Ok, chế độ dễ cả hai nha mình, chúng ta cùng vào chơi thôi. Ok. Ngày 1. Chúng ta tỉnh dậy. Sao cái này nó bị kỳ sao? Mệt quá à. Dụ hai ông bà xuống các bạn ơi, lâu rồi không chơi các bạn. Mấy ông bà đi cầm chưa kìa, bà lên đi xuống. Chị điếm chi? Trời ơi trời trời, chị điếm ghê. Granny. Ôi coi súng điện luôn nè, ngon. Cái gì vậy? What? Đồ tôi chắc. Cái gì vậy? Mình thích cái sọt ganh ha. Ước gì mình có cái sọt ganh thì hả biết máy. Trời ơi, cái đọc lên cái sọc lên đâu rồi, ước gì mình có chìa phát sọc lên thì hãy biết mấy. Ông ngoại xuống kìa, bà lên ngay đâu rồi, bà lên ngay lỏ cô bắp, bà còn đặt cái bẫy nữa kìa. Đúng là bà ra như lỏ của bắp. Bà ra như lỏ của bắp. Hên vai. Ôi gì có gì vậy? Trời ơi, chế độ dễ đó, dễ đó. Ngày 3 luôn. Trời ơi, mà còn có quảng cáo, tôi tắt mạng, coi thử coi quảng cáo kiểu gì. Tắt wifi đi. Quảng cáo kiểu gì? Đang quay cho các bạn coi mà tự nhiên quảng cáo. Tắt mạng khỏi quảng cáo luôn. Ngày 3, trời ơi. Phần 2 này nó khua gì đâu á.
Trời ơi. Đi cà khỉnh luôn. Ông ngoại xuống. Bà lên đây xuống chưa? Bà lên đi lỏ cùi bắp. Sở hữu được cái sâu của anh nè các bạn. Mình sở hữu được cây sọt của anh rồi, yeah. Lên 2 viên luôn. Sợ quá. Chết hương, chết queo luôn. Mình sẽ thoát bằng cửa nha các bạn. Lụm lại chìa khóa nè. Đưa chìa khóa security đây. Bà này. Tức thiệt á. Cực kỳ tức. Ok. Hên quá. Thôi giờ lên lầu. Cái camera đó. Cái gì vậy? Cái gì nữa? Ok ta lên được rồi nè. Đồ ngon các bạn, đồ ngon, đồ quan trọng nè. Ok. Xây đều. Mở được cái hàng rào rồi các bạn. Ngon. Cầm lấy cái sọt ranh này các bạn. Sọt ranh nè. Ôi mình thấy nguy hiểm. Đang gần gặp á. Nguy hiểm ra rình rập á. Yeah. Món đồ thứ hai đây rồi. Món đồ thứ hai đây rồi các bạn. Không ai sợ. Coi có ai không? Lỏ. Trời ơi.
Hãy subscribe.